Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Trước mặt chúng tôi hôm nay là một chiếc xe Đông Ben T30. Nó khá là đặc biệt. Đặc biệt ở cái điểm là bên mình đang sử dụng cái chiếc xe này để diễn ra các cái chương trình road show và chương trình khuyến mại cuối năm của nhà máy ô tô Sunway Việt Nam dành cho những cái đại lý ở trên địa bàn Hà Nội. Chiếc Đông Ben T30 này có màu xanh là ba cái màu cơ bản của nhà sản xuất là màu bạc, màu trắng và màu xanh. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái chương trình khuyến mại mà bên mình đang diễn ra tiến hành thì là trong từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 năm 2019 thì bên mình sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho những cái khách hàng nào mà ký hợp đồng và đặt cọc mua xe những cái chiếc xe của Đông Ben. Trong đó có 3 loại. Thứ nhất là chúng ta có thể mua xe T30, xe 1021 hay là xe X30 thì chúng ta đều có cơ hội để bốc thăm trúng thưởng cái sản phẩm là cái giải nhất, giải đặc biệt ở đây cho chúng ta chính là một cái chiếc xe máy của Honda và rất nhiều các phần quà có giá trị khác nhau. Và cái phần quà nhỏ nhất, giá trị thấp nhất là chúng ta sẽ có được một cái phần quà trị giá khoảng 2 triệu đồng, chắc chắn là sẽ có quà. Thì hôm nay mình sẽ lại làm một cái video khác giới thiệu lại về một chiếc xe Đông Ben T30 mà mình đã từng làm khá là nhiều trước đây rồi. Chiếc xe này có một màu xanh và cái màu này cũng là cái màu mà mình yêu thích nhất. Với xe tải thì cái màu này nó rất là khỏe và trong cái thời gian sử dụng lâu dài nó sẽ không bị cũ đi. Thì đó là cái điểm mạnh của cái màu này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem qua cái nội thất của cái sản phẩm này. Nó sẽ không khác gì nhiều so với những sản phẩm Đông Ben X30 hay là T30 khác. Vẫn là một cái đầu xe theo cái thiết kế của những chiếc xe con, của những chiếc xe BMW. Hệ thống đèn pha bi bằng bi xê lông, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta có các cái điểm dễ nhận biết là cái logo Đông Ben được ép kính cường lực dán ở trên mui xe như thế này. Mọi thứ vẫn rất là quen thuộc. Ở phần trước thì nhà máy sẽ đặt vào đó nước làm mát, nước rửa kính, dầu và bộ lóng của điều hòa. Ở đây ở vân ria chúng ta sẽ có một cái logo 1.5L, đó chính là cái dung tích bộ máy của cái sản phẩm này. Thì Đông Ben T30 hay Đông Ben X30 thì đều sử dụng một cái động cơ DOHC 1.5 lít, có mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng hợp lý, chỉ từ khoảng 6,5 lít cho 100 km. Ngoài ra thì cái động cơ này cũng sản sinh ra cái công suất là 80 kW ở 5.200 vòng quay trên 1 phút, nó rất là thấp. Và đây cũng là một trong những cái động cơ mà mạnh mẽ nhất hiện tại có trên thị trường cho những chiếc xe tải van. Đông Ben T30 thì sử dụng cái hệ thống lốp lớn, cỡ lớn hơn một cỡ so với Đông Ben X30. Ở đây là lốp 175R14. Với cái xe tải van thì nó vẫn chỉ sử dụng cái lốp R13 thôi. Ở đây vết la răng các cha chúng ta sẽ thấy là la răng rất là dày, to bản. Vì mặc định đây là chiếc xe tải nên mọi thứ nó sẽ cũng khác hơn so với, khá nhiều so với những chiếc xe tải van. Ở phần sau thì phần sắt xi, các bạn cũng sẽ tìm thấy được là hệ thống sắt xi rất là bền bỉ, chắc chắn, được đầu tư kỹ lưỡng. Thì cái này mình cũng đã làm rất nhiều video rồi. Về những chiếc xe tải thì các bạn sẽ để ý xem cái chiếc xe tải đó là nhíp cánh hay nhíp treo. Thì đây, sản phẩm T30 này đang sử dụng cái nhíp cánh như thế này. Ngoài ra các cái lá nhíp rất là to bản và chắc chắn, đảm bảo cho các bạn sử dụng trong rất là nhiều năm mà không gây ra các cái vấn đề gì liên quan độ bền của cái thùng xe như thế này. Về chiếc thùng xe thì Đông Ben T30 sử dụng cái thùng xe khá là lớn với cái chiều dài là 2m9, chiều cao 1m680 và chiều rộng lòng thùng khoảng 1m6. Thì T30 là một trong những chiếc xe có cái thùng khá là lớn của nhà máy xe Đông Ben, trừ chiếc Q20. Ở phần phía sau chúng ta sẽ nhìn thấy cái logo Đông Ben được dán đề can, cái logo T30 ở kia. Hệ thống đèn hậu vẫn rất là quen thuộc. Ở đằng sau chúng ta sẽ thấy một cái lốp phụ đó. Về cái thùng xe của cái sản phẩm này thì sản phẩm này vẫn sử dụng cái thùng xe. Để mình mở nó ra cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy nhìn thấy cái thùng xe với kích thước dài, rộng, cao rất là nổi bật. Thì cái sản phẩm này là thùng mui bạc. Thì sẽ có 3 lựa chọn để các bạn lựa chọn. Thứ nhất là xe tải thùng lửng, thùng mui bạc và thùng kín. Thì trước mắt bạn là cái chiếc thùng mui bạc. Ok,
Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến khoang nội thất của sản phẩm này. Nội thất của Dongbeng T30 vẫn giống như những chiếc xe X30 hay là T30 khác, với cái nội thất rất đỗi quen thuộc. Chúng ta sẽ có vô lăng 3 chấu, có trợ lực lái điện, điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện. Tất cả mọi thứ vẫn rất là quen thuộc. Chúng ta sẽ có những cái hệ thống cơ bản của lái xe. Và chiếc xe này cũng là một trong những chiếc xe có cái cabin đẹp nhất ở trên thị trường. Ok, thế đây cũng là những cái video mà mình chỉ nói qua về những điểm đặc biệt của cái xe này thôi. Mình cũng đã làm video về những chiếc xe này rất là nhiều rồi. Nếu các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm này, nếu các bạn muốn ký hợp đồng và nhận được những cái chương trình khuyến mãi cuối năm rất là lớn tới từ đại lý của mình cũng như là ô tô Sunray Việt Nam, thì mời các bạn gọi vào số điện thoại của mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.